Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách sửa lỗi loa máy tính mà bị gạch chéo nhé. Loa máy tính mà bị gạch chéo như này, đấy, gạch chéo X đỏ như này, thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Đây là một trong các nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng cái loa máy tính mà mình bị gạch như này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cái cách mà ở tất cả các Windows chúng ta đều có thể làm được. Từ Win 7, Win 8, Win 10 đến Win 11 như mình như này. Đấy. Thì để làm được ở tất cả các Windows thì chúng ta sẽ truy cập vào cái chức năng Control Panel của máy tính. Thì để truy cập vào Control Panel chúng ta đều truy cập như nhau hết. Chúng ta như nếu như làm nhau chúng ta truy cập vào cái tìm kiếm bên này. Đấy. Trong cái biểu tượng tìm kiếm mỗi Win lại khác nhau nhé. Ở trên Win 11 của mình nó sẽ như thế này. Như là có sẵn đây thì các bạn chỉ việc kích thôi. Nếu mà các bạn mà chưa nhìn thấy có sẵn thì các bạn nhấn Control. Yeah. Chúng ta kích con, ta tìm con trôn này, nó sẽ ra cái biểu tượng chúng ta kích vào. Chúng ta vào cái mục loa này, đấy, phần cứng và loa này. Ta kích vào cái phần này. Win nào chúng ta cũng làm như thế nhé. Chúng ta tìm vào cái mục ở tìm kiếm của Windows, bên nào chúng ta cũng làm như thế. Đây, chúng ta vào cái mục sao này, các sao này, các tiếng đấy. Ta kích vào. Ở đây nhé. Đấy, cái mục loa của mình này nó đang bị vô hiệu hóa này. Chúng ta kích chọn cái mục back này, back cơ này. Chúng ta vào cái property của nó này. Đấy, ở đây chúng ta này, cái mục driver này nó đang ở chế độ không được sử dụng, chúng ta kích xuống. Chúng ta chọn cái exit, chúng ta nhấn âm đi. Chúng ta nhấn ok. Đấy, chúng ta nhìn cái biểu tượng loa của chúng ta này, đấy, nó sẽ đã về bình thường. Được chưa nhỉ? Trên mạng nó hướng dẫn rất là nhiều cách mà các bạn không đúng thì chúng ta không đúng với cái lỗi của chúng ta thì chúng ta cũng không thể bỏ được cái gạch X này đi. Vì là khi mà mình bỏ cái loa này mình sẽ không quay được cái Camtasia bằng phần mềm cho nên mình phải quay bằng điện thoại. Đấy là cái cách mà chúng ta bỏ dấu X ở biểu tượng loa đi. Tất cả các phiên bản tất cả các phiên bản Windows nhé, từ Win 7, Win 8, Win 10, Win 11 chúng ta đều làm như thế. Chúng ta bằng cách chúng ta cần truy cập vào cái chức năng Control Panel, đấy, phần thiết lập cài đặt của máy tính. Được chưa? Chúng ta truy cập vào thì chúng ta sẽ sử dụng để bật cái sử dụng loa lên, để bật cái nút đỏ ở bàn phím. Được chưa nhỉ? Cái video chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Đó là cái cách mà chúng ta sửa lỗi, đúng không? Loa bị gạch chéo dấu X ở trên tất cả các phiên bản Windows.